ở đây là Houston này là cộng sản nhiều nhất, mà loại cộng sản ở đây loại cộng sản giàu chuyển tiền về đây mà đầu tư tại đất đây rẻ. Giờ con đem $1,000,000 á, Sài Gòn mua đâu được đất bự đâu, $1,000,000 đây mua tha hồ luôn á. Mà đất Sài Gòn con mua là chỉ làm chủ 50 năm thôi, còn đây con mua làm chủ cả đời. Cho nên hầu thấy cộng sản mới về dùng này nhiều. Cho nên nhiều. Qua Cali á, thì dân Cali trình độ đa số nhìn là biết ai làm sao rồi. Còn bên này dân nó sống mạnh ai nấy sống, bình dân ai người ta không có, nó không có cái nhận dạng ra ai là cộng sản. Chùa ở đây là chùa cộng sản cũng nhiều. Tôi chỉ thấy ông thầy tông lai tàu lao gì mà qua đây cũng dụ được cái làng A Di Đà rồi, dụ cũng quải cho dân Houston nói thù ở bển cũng cười mỗi ngày. Ở đây thì lên mạng mỗi ngày lắm, như là ngầu lắm đúng không, cái hồ đó bị ông gạt cái bển, cái hồ biết rồi mà ông qua đây ông gạt người ta, nhưng mà hồ đó lên trên mạng nói ông làm gì, nhưng mà cuối cùng ông cũng gạt được dân Houston thời đó. Như vậy cũng tốt phải không sư phụ? Tại vì nó ác như vậy, nó sai với thì không, sau cái nó xuống nó rớt thì cái đó thuộc về mình. Rồi mấy người chánh nghĩa lên là làm thì nó cũng mau phát triển lên, cái đời thượng ngôn nó cũng có sẵn vậy rồi thì nó tạo cho mình sau này mà. Ấn đời á, nó có câu này cộng sản nó nói, thế giới nói nha, những nhà siêu triết học của thế giới nói, nước nào mà đã là cộng sản thì sẽ không có ai lật đổ nó, có câu đó đúng không? À, nhưng mà đó lại là sai. Sư phụ nói lại hôm nay, nước nào mà là cộng sản nước đó sẽ không bao giờ giàu, và dân càng ngày càng ngu, và khi trở lại mà thời mà gọi là tự do đó là sẽ mãi mãi không bao giờ trở lại cộng sản. Phụ nó ngược lại giống như là cộng sản nó nói, tại nó tự xưng đó, nước nào là cộng sản mà không bao giờ là ai lật đổ nó, thì nếu đến các cổ ta ác quá ai lật đổ nó. Nhưng mà bây giờ con thấy là Ba Lan á, bây giờ tới chết nó cũng không về với tiệm khách này, bây giờ nè cũng xe gia nhập NATO cũng đâu dám mà đi theo Putin giờ đâu. Con thấy là thù nó đúng, nước nào mà cộng sản mà khi trở lại thành quốc gia rồi sẽ mãi mãi tẩn tới già. Đảo luôn. Thì Việt Nam mình nó cũng y như vậy đó. Chẳng là đi sao Ba Lan, đi sao tiệm khác, đi sao Ukraine, đi Ukraine kia cộng sản đúng không? À, còn nếu không tự cho bữa lên trên kia đánh quá trời luôn nè. Tại tao biết mày như thế nào, Romania rồi đó, mấy nước đó. À, thôi nói Việt Nam sau này á, cho tôi 150 triệu không nổi với thì Bác Hồ rồi. Đừng có nói tên Bác với tôi nữa. Theo này mấy đứa nhỏ lớn lên nó sẽ đem Bác làm trò hề, không biết không? Nó có cái đó. Giống như chật lô hồi xưa anh hùng, tôi của anh hùng, không biết anh hùng chỗ nào. Cái gì á, bởi vì ông bà mình nói là kim mà giấu trong cây gói á thì thác nào tự động nó lòi ra. Thì Việt Nam bây giờ từng rồi mấy gì họ nói con sẽ nói trong vài tuần nữa, vài tháng nữa cái bộ mặt từ lột ra hết,
Dạ, lọt ra cái vụ EVN đúng không? Rồi lọt qua cái vụ mà kinh tế tiền giấy á. Thật sự không có tiền, Việt Nam có tiền, cứ in thôi. Cũng y như kiểu bây giờ là Mỹ in, in mà không có bảo chứng, in để mà đưa cái số số nợ lên cho cái đầu đầu dân để mà đóng thuế. Một đứa nít bây giờ là thiếu nợ 80 triệu mới sinh ra. Nước Việt Nam mới vừa đẻ ra là mắc nợ. Mắc nợ đi với 80 triệu. Trong khi cái nó chạy sữa nó không có bú nữa mà mắc nợ 80 triệu tiền đâu mà nó trả. Ở nước Việt Nam mình 8 triệu là 80. 80. Xin cha con rồi con ơi. 80 triệu tính ra tiền Mỹ là tiền Việt Nam là nhiêu tỷ? Mọi cái bình sữa không có mà vừa đẻ ra là trên chén thiếu 4.000 tỷ. Thấy như đạo Phật tức cười á. Mượn đến lúc mà thế giới không ai cho mượn hết. Tại vì mượn là chia ngoài, chứ mượn đâu phải lo cho dân thôi. Ý sư phụ mới tức cười là khi mà họ nhồi sọ đó, họ nhồi sọ đợi nội là ngu rồi. Ông chết thì ông ngu, ông chết mình không nói nha, ông xuống địa ngục mình không nói. Cái nhồi sọ đời con, đời cha đó. Rồi cái cha bây giờ buồn quá, nhậu bệnh cũng chết. Tại vì tuổi thọ Việt Nam ăn nhậu không đâu có ai sống già đâu. Thì tới đời con bây giờ cũng ba mấy bốn chục tuổi đúng không? Cũng bị nhồi sọ nữa. Bây giờ tới đời cháu mắc nợ 80 triệu. Tới đời ông nội, đời cha, đời con, cái đó gọi là đời cháu không? Đời chích. Hiện tâm mình đó là cứu đời chích thôi. Mấy cái đời này đó là coi như cái đầu bị nhồi sọ, khó mà cứu nổi. Nghĩa là nhận vật làm cha. Mỗi ngày vô hình của Bác Hồ nằm tuốt ở trên cao cao tượng Phật, nhà nào cũng hình Bác Hồ không, mà là hình Phật thì không có. Việt Nam quan nhìn muôn năm gì đó, Việt Nam còn chỉ mình muôn năm không, mấy cái chữ mà để mỗi ngày vô đi ra nhìn viết cái bị ám ảnh luôn. Quan vinh muôn năm gì đó, Bác Hồ vì đại sống mãi trong lòng của tàng chúng ta. Thì trời sống trong lòng đi. Nhờ trong lòng á mà bây giờ dân mới đấu gì đó. Mẫu giáo đã dạy rồi mới gặp. Mới gặp đời nghe tiếng khóc mình mới nghe tiếng hát lên. Anh thấy bà trên cũng rất là tinh vi không? Chơi phụ đầu thai ở nước Việt. Cái nhà sư phụ là làm gỗ. Cái cộng sản vô đánh đánh tư bản. Cái nhà đâu có đàn ông, lúc đó thù bên 8-9 tuổi, 10 tuổi. Thì cái sợ cộng sản nó bắt đi kinh tế mới á. Cái bà thù mới mua cái miếng đất thuốc ở trong đồng nha. Là con có chừng 3 cây số không có cái nhà chòi nữa. Con có bị nhìn con la không ai nghe luôn á. Sư phụ ngủ đó một mình vậy đó. Mà ở làm ruộng thì con có tưởng tượng. Thì cho nên sư phụ không có rảnh đâu mà nhìn thấy cái hình Bác Hồ mỗi ngày. Tôi chỉ có nhỏ bạn nó là con của má nó mà nó không biết ba nó là ai. Và nó cũng là tuổi sư phụ. Sau này tôi hỏi nó, nó mới kể là má nó ngày xưa đó là làm giao liên à. Mà giao liên á là cái danh từ thôi, nó thật đó là giao mạng. Nhưng bây giờ đặt lại là ôi gì má vô làm giao mạng chứ đâu giao liên. Giả bộ giao liên cái băng đêm mà đi giao mạng mà băng đêm đi á, toàn là ông nào từ cấp tá mà ở trong rừng mà là phải giao ít nhất chừng chục ông mỗi đêm. Còn mấy thằng lính thì chỉ nhiều lúc biết chơi thôi à. Lính đâu có được à, mấy thằng lính là Bác Hồ cho ăn cái lúa gạo gì đó. Là những lính đó bây giờ lên làm chức bộ trưởng hay chức lớn của Việt Nam mà sau khi tiếp thu vô liệt hết rồi, hết làm ăn. Cho nên mướn mấy nhỏ cảnh dạy vô bồn tắm mà chỉ ngỏ à. Tại vì đi đường rừng Trường Sơn á,
là cho uống cái loại thuốc đó. Còn mấy ông tá thì được mấy mấy cô giao mạng, giao liên là giao mạng thì nó kể gì cho nên nó đẻ ra nó không biết ba nó là ai mà. Trời ơi, sau đó thì họ mới hiểu được nhiều thứ. Nó là thiệt không? Và cái này đâu có sách nào nói à, có sách này từ lời thường nó có thiệt. Nhiều đứa không có cha, không biết cha là ai nữa. Cái hồ mới suối, ủa sao vô không đi thử DNA đi. Nhiều chuyện thiệt quá. Tôi chưa kể. Tại vì sau khi mà ở chợ Tồn Nam Hà, Bắc Hà, Nam Ninh đó, có mấy nghìn người ở tử ngoại thì họ biết là ở trong đó sắm cơm mấy gì về chạy cơ đó. Nói sau này có một người lỗi lạc thiên tử sẽ cứu nước Việt. Thì mấy ông đâu có biết là ai. Đến khi mà xù lên mạng, trời ơi mấy ông đùng đùng kéo về thì không sợ. Mấy ông không có tin tâm linh, nhưng mà mấy ông đã từng đeo cái dấu thiên tâm này năm 79 không phải không? Thì mấy ông về có những tuổi thứ hai, thứ ba, tư gặp sư phụ thì mấy ông ngồi kể thì đâu có quay phim đâu. Rồi những cái năm mới mở núi. Rồi sau khi mà phụ lên mạng bắt đầu nói mấy cái chuyện này nè, tới ngày hôm nay là mấy ông về mấy ông nói những cái sự thật. Cho nên những người mà biết rõ cái lịch sử Việt Nam của hai bên là mấy ông đó. À, mấy ông mà có 70 mấy 80, trời ơi ông rành lắm. Thì từ đó thường mới có những câu chuyện là bà Phương gì vậy? Bà Mai Phương phải không? À, mình có mặt ở hải ngoại là nhà cái áo cọc xe đúng không? Hay là mấy ông kể Ngọc Di Hòa Thượng rất là dưới ngài Thích Quảng Độ. Có nghĩa là cái cách mà ngài Quảng Độ rồi tới ổng á, ổng là người kể cái này cho thụ nghe. Là câu chuyện mà Mai Phương mấy con nghe rồi đó không? À, áo cọc xe quay quay á, à, mình mới có mặt ở Mỹ. Thì đối thượng á là người giống như ở mình vô tình á là mình được học những cái lịch sử đau thương của dân tộc mà cả cộng đồng hải ngoại rất là nhiều người đâu có cơ hội biết. Thì cái sau này á, chết thằng này cái miệng tào lao mà lên này mở kênh Ngô Tức Kiệt official thành cả thế giới biết luôn. Còn thấy cái đó là có thể là màu nhiệm không? Mà cái đó đó là cũng là do sắp xếp. Sau này tôi mở kênh thì học những của ông đó. Cái quan trọng nhất là từ chuyện đời, chuyện đạo thù kể về siêu tâm linh hay là những cái mà khổ cực của những người tù cải tạo thì đều là 100% là thiệt trên cái kênh Ngô Tức Kiệt. Cái đó mới là quan trọng. Thì cái đó nó mới đi vào cái lịch sử của nước Việt trong tương lai. Từ đạo vậy thôi. Chứ khi không mấy ông già lên núi kể cái hộ làm gì. Ở dưới bóng cây mát nha. Đem cái bát phạt đồ ăn là ông kể mấy biết luôn. Thì từ đó thượng mới có nhiều cái clip. Thì nhiều người mới hiểu được. Cái sư thụ đâu có chống cộng gì đâu. Thụ cũng yêu bác hồn hơn con nữa. Thế mà thường bị nhồi sọ đó à. Lúc mà trước khi mà đi làm ruộng á là cái hộ mang quăng khăn hoàng đỏ hình như lúc đó là mấy ta lớp 4 à, mình lớp 4 này lúc đó cũng lớp 4. Cái đi ngoài đường là cầm hai cái cây đỏ đỏ là phụ là người cầm. Đóng đứa con nít đi sao các bác thầy rồi cầm cái lo gì đó. Rồi cái ổng kêu ngừng ở đâu thì mình ngừng ngay đó. Thì ổng nói cái gì thì đóng mấy đứa con nít nói theo quá không. Đã đảo đế quốc Mỹ, đã đảo Mỹ quỵ, đã đảo đánh tư sản ngoại bản cái gì đó. Thì mấy câu đó. Cái từ cái trường học tiểu học mà đi tới nhà chỗ sư phụ khoảng chừng như ta 2 cây số. Cái ông đứng ngay trên cái cửa nhà mình. Tại xưa nhà sư phụ làm gỗ thì cưa gỗ về bán. Thì nhà cái trại cây nó cũng lớn lắm không. Đánh đã đảo tư sản mọi bản. Đã đảo mà mình đứng ngay trước cửa nhà mình đã đảo nhà mình luôn. À, nhìn thấy chứ.
đã đám ngay trước cửa nhà vui nhớ quá. Đã đến nỗi mà đi đổi tiền á, sư phụ thấy á là ba sư phụ mà cắt tiền là dục không à, mà dục còn phải dục lén nữa, mà nó nhiều tiền á, hàng xóm mà biết mình cũng mệt mà không giấu đâu ha, không biết hãy xét là đổi tiền là người như không có biết con có mấy trăm nghìn đô mà 200 đồng à, là ngày mai con chỉ có nhiêu tiền đó thôi. Vui tài sản bao nhiêu mới được có 200 đồng. Nhiều người nhảy lầu. Con nhớ hồi xưa mà nhà ba mẹ con mà đổi tiền nó mừng lắm, tại đổi tiền lớn á là mấy cái tiền nhỏ cho mình là mình đi ra hàng sửa, mấy cái tiền lẻ thì khi mà chưa đổi thì tiền $2 là cái đó nó đâu có đổi ra được, chứ cái đó là cho mình còn đến đêm xong là bừng một phát nó đổi đang đổi như vậy là nó giới không cho ra là nó ra cái tiền nó không có cho biết trước đâu, chứ không biết không sớm trước sau đấy là sau đó sau là cái tiền lẻ không có xài được luôn, lúc đó tiền đang